Thưa quý vị, trong năm qua, với trọng trách là đại biểu của nhân dân, các thành viên trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong hoạt động thực hiện hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, không chỉ xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân, mà còn góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung. Trong chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại một năm hoạt động của các đại biểu và phương hướng hoạt động của đoàn trong năm 2021. Năm 2020 là năm tỉnh phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức. Dưới tác động của dịch bệnh COVID-19 đã gây những ảnh hưởng toàn diện đến đời sống xã hội trên toàn thế giới, cũng như ở nước ta và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, căn cứ kế hoạch hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội. Qua một năm hoạt động, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có những kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Bằng sự quyết tâm trách nhiệm, những người đại biểu dân cử đã tham gia lấy ý kiến và đóng góp ý kiến đối với 28 dự án luật, thực hiện 9 chuyên đề giám sát, khảo sát và hậu giám sát, tổ chức 22 hội nghị tiếp xúc cử tri, hơn 5.000 cử tri tham dự, ghi nhận 220 lượt ý kiến cử tri phát biểu. Tiếp 75 lượt công dân. Tiếp nhận và xử lý 367 đơn thư khiếu nại tố cáo. Tham gia đề xuất với Quốc hội 3 nội dung phát triển kinh tế xã hội quan trọng. Có thể nói, để những dự án luật được Quốc hội thông qua bám sát thực tiễn cuộc sống trong điều kiện bình thường mới, trước kỳ họp thứ 9 không thể tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các dự án luật trực tiếp. Vì vậy, đoàn đại biểu đã chủ động lấy ý kiến bằng văn bản gửi đến các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực, các cơ quan, ban ngành, tổ chức, đoàn thể và cá nhân. Với sự tham gia của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các cấp, các ngành, các chuyên gia thuộc lĩnh vực góp ý cho các dự án luật, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức lấy ý kiến vào các dự án luật với các cơ quan ban ngành của tỉnh và cá nhân như luật hòa giải, đối thoại tại tòa án, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, luật đầu tư sửa đổi. Năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội đã đóng góp cho 28 dự án luật. Trong đó, tại kỳ họp thứ 9, góp ý 16 dự án luật, thông qua 10 luật và cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật. Kỳ họp thứ 10, góp ý 12 dự án luật, thông qua 7 luật, cho ý kiến 4 dự án luật. Tôi xin có một số ý kiến đóng góp thêm như sau. Về đối tượng áp dụng điều 2 và điểm nào, thì Ủy ban Thường vụ đã cho hai phương án. Nhưng mà theo quan điểm của tôi thì tôi thống nhất với phương án 1, không làm tăng biên chế, qua đó cũng giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động, tận dụng và phát huy tốt các trung tâm dịch vụ việc làm đã có sẵn của các địa phương, góp phần nâng cao tính chủ động của các địa phương trong việc hỗ trợ người lao động của địa phương mình. Kính thưa đoàn chủ tịch, nhìn chung, chất lượng đóng góp các dự án luật tương đối tốt, tạo điều kiện cho cơ quan soạn thảo thẩm tra dự án luật nghiên cứu, tiếp thu, sửa đổi, bổ sung vào dự thảo luật. Song song với việc tham gia góp ý vào các dự án luật, với tinh thần trách nhiệm cao, thẳng thắn, các đại biểu đã tích cực chủ động xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, như tham gia thảo luận tình hình kinh tế xã hội, biểu quyết về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, quyết định một số vấn đề liên quan đến điều hành ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Cuộc sống hiện nay, ví dụ như chúng ta phấn đấu nông thôn mới, phấn đấu giảm nghèo, thưa các chị, tất cả những vùng mà vùng xa, vùng sâu,
với vùng mà hiện nay thiên tai như thế thì tôi nghĩ là có phấn đấu bao nhiêu năm được thì chỉ một trận lũ thôi là có quay về âm, quay về âm. À, và chúng ta làm lại từ đầu. Nên ở đây tôi nghĩ là cái mục tiêu mà chúng tôi nghĩ là cần ấy, là làm sao để đảm bảo được một cái, tránh được những cái tai họa, đảm bảo an toàn có lẽ là phải đề cao hơn. Những tháng đầu năm 2020. Trên cơ sở bám sát tình hình thực tế, phân tích sâu sắc những thuận lợi, thời cơ cũng như những khó khăn tồn tại, đại biểu Quốc hội đã thảo luận đề xuất những kiến nghị giải pháp quan trọng cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo. Thực hiện nghị quyết 36 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát huy vai trò vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và để phát triển kinh tế cho quốc gia trong thời gian tới, đảm bảo quốc phòng an ninh cho biển đảo. Đoàn đại biểu Quốc hội và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tha thiết kính đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm về chủ trương và bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 3 công trình dự án sau: dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với phương thức đối tác công tư, giao Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư vì đường đi qua hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai. Và dự án này cũng đã dự kiến là 20 năm rồi nhưng chưa thực hiện được. 2. Về các dự án công trình trên địa bàn huyện Côn Đảo. Côn Đảo là một huyện đảo có vị trí quan trọng chiến lược cả về kinh tế và quốc phòng an ninh của đất nước, là địa danh có vị trí địa lý lịch sử đặc biệt với quốc gia và khu vực, là điểm tiền tiêu cửa hướng ra Biển Đông, là nơi được mệnh danh là địa ngục Trần gian, là bàn thờ Tổ quốc, là nơi giáo dục truyền thống. Côn Đảo đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trở thành khu kinh tế du lịch hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế. Hiện nay nguồn điện đang chạy bằng máy phát điện diesel, không cung cấp đủ nhu cầu thực tế. Đầu tư điện gió và điện năng lượng mặt trời thì khó thực hiện. Bên cạnh cảng hàng không Côn Đảo được sử dụng chung cho hoạt động dân dụng và quân dụng, sân bay này chỉ có một đường cất cánh và hạ cánh với chiều dài ngắn, nên chỉ tiếp nhận được máy bay nhỏ mà không thể khai thác bằng máy bay lớn hơn. Nếu thời tiết thay đổi bất thường thì máy bay không thể cất hạ cánh, tàu ra vào không được. Việc đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và cuộc sống của người dân. Để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội cho Côn Đảo, xin kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống đường dây truyền tải điện cao áp xuyên biển từ Sóc Trăng ra Côn Đảo và nâng cấp sân bay Cỏ Ống Côn Đảo. Một lần nữa, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội và nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội và Chính phủ. Năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xác định khâu đột phá, nâng cao chất lượng công tác giám sát và hậu giám sát. Vì vậy, ngay từ đầu năm, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức rà soát các chuyên đề giám sát, khảo sát từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đến hết năm 2019. Thực hiện chương trình giám sát năm 2020 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội và kế hoạch hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đoàn đã tổ chức 9 chuyên đề giám sát, trong đó một chuyên đề giám sát theo nghị quyết số 738/2019 của Quốc hội, việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên, chuyên đề giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về tình hình thực hiện nghị quyết số 88/2014 và nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Ngoài ra, đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện 7 chuyên đề giám sát theo kế hoạch của đoàn, gồm 3 chuyên đề giám sát mới và 4 chuyên đề hậu giám sát, nhằm đánh giá việc thực hiện kết luận, kiến nghị trong số các chuyên đề giám sát đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức thực hiện từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, hết năm 2019. Các chuyên đề hậu giám sát như hậu giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT trên địa bàn tỉnh, hậu giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 trên địa bàn tỉnh, hậu giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức và viên chức và hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện xã trên địa bàn tỉnh,
hậu giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở hậu giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chỉ ra những mặt ưu điểm, những tồn tại hạn chế của các cơ quan nhà nước và các tổ chức cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật. Kết quả giám sát, đoàn đại biểu Quốc hội đã có báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan ở trung ương và địa phương, kiến nghị giải quyết khắc phục những vấn đề bất cập khó khăn của địa phương. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội được đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm. Các đại biểu đã lựa chọn những vấn đề mà cử tri kiến nghị phản ánh dựng xã hội để chất vấn các thành viên chính phủ, như chất vấn Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung chất vấn xung quanh các vấn đề như về biến đổi khí hậu, về công tác cứu hộ cứu nạn, về các giải pháp căn cơ để phòng chống dịch bệnh COVID-19, về kết nối hiệu quả hơn hoạt động giữa Ủy ban Mekong với hợp tác Lan Thương, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, về điều chỉnh và sửa các văn bản luật. Đại biểu Dương Minh Tuấn, Bà Rịa Vũng Tàu đặt câu hỏi. Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 là chủ trương lớn. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cho biết kết quả thực hiện việc sắp xếp báo chí và những giải pháp trong thời gian tới. Về quy hoạch báo chí thì tháng 4 năm 2019 thì Thủ tướng ký quy hoạch. Thì tháng 6 thì cùng năm thì Bộ đã có kế hoạch triển khai. Bắt đầu từ tháng 8 2019 thì Bộ Thông tin Truyền thông cùng với Ban Tuyên giáo làm việc với từng cơ quan chủ quản báo chí. Từng cơ quan báo chí và mỗi cơ quan nhiều lần. Hoạt động chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội luôn được đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đã bám sát thực tiễn đời sống kinh tế xã hội, lựa chọn các vấn đề chất vấn mà cử tri và nhân dân quan tâm, bức xúc, đặt các câu hỏi chất vấn ngắn gọn, xúc tích, thể hiện sự đồng hành, chia sẻ những khó khăn. Đồng thời, đề nghị chính phủ, các bộ ngành có trách nhiệm quan tâm giải quyết tháo gỡ khó khăn. Kính thưa Quốc hội, tôi xin được gửi tới Phó Thủ tướng. Việt Nam đã rất thành công trong công tác phòng chống dịch và đang trong quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine phòng bệnh. Tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất cao và khó lường. Đề nghị Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết những giải pháp căn cơ để phòng chống dịch COVID-19 lây nhiễm vào Việt Nam trong thời gian tới và cho biết tiến độ nghiên cứu vaccine COVID-19 như thế nào. Xin cảm ơn. Chúng ta đã thực hiện kiểm soát rất chặt chẽ, nhất là những người nhập cảnh không chỉ trái phép mà đặc biệt là đối tượng nhập cảnh hợp pháp vào để phát triển kinh tế xã hội và đón người Việt Nam về. Việt Nam chúng ta 4 đơn vị nghiên cứu vaccine thì hiện nay có 2 đơn vị đã tương đối đi trước. Thì dự kiến là cuối năm nay sẽ thử nghiệm, bắt đầu thử nghiệm vòng 1 trên người. Có nghĩa là nếu vaccine trong nước thì nhanh nhất mà thuận lợi cũng phải cuối 2021, đầu 2022 mới sản xuất được. Những nội dung các đại biểu chất vấn tại kỳ trường của Quốc hội đã phản ánh được thực trạng của xã hội, thể hiện ý thức, trách nhiệm xây dựng đất nước, góp phần chào kết quả thành công chung của kỳ họp. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Xác định nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri cũng như đông đảo quần chúng nhân dân là một yêu cầu quan trọng của đại biểu Quốc hội. Vì vậy, trong năm 2020, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã dành nhiều thời gian cho công tác tiếp xúc cử tri. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, đồng thời trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tình hình thực tế ở địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến trước và sau kỳ họp thứ 9 từ điểm cầu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và điểm cầu tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đến 8 điểm cầu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với hơn 1.000 cử tri tham dự. Tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 với hơn 4.000 cử tri tham dự. Hội nghị gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành trước kỳ họp. 6 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến với hơn 1.000 cử tri. 16 hội nghị tiếp xúc cử tri trực tiếp với hơn 4.000 cử tri. 1 hội nghị gặp gỡ lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành. Tiếp thu ghi nhận 220 lượt ý kiến. Song song đó, đoàn đại biểu Quốc hội còn tổ chức hội nghị gặp gỡ lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trước 2 kỳ họp nhằm tiếp nhận các khó khăn của chính quyền địa phương trong quá trình thực thi pháp luật, kiến nghị với Trung ương xem xét, tháo gỡ những khó khăn, bất cập.
là nếu trong trường hợp mà có thể khắc phục được, phía cơ quan chủ doanh nghiệp có cái giải pháp để khắc phục được, xác định được cái nguyên nhân ấy, thì cho cái thời hạn để khắc phục. Còn trong trường hợp mà không thể khắc phục được thì như vậy là đưa ra cái thời hạn để phải di rời khỏi khu vực này, phải di rời, bởi vì ô nhiễm vào khu vực dân cư, đúng không? Để xem đánh giá cái mức độ ô nhiễm tác động, đúng không? Đối với trường hợp nhà máy mà hoạt động mà theo đúng quy hoạch, đúng không? Nhưng mà ô nhiễm thì phải xử lý ô nhiễm đấy. Mặc dù tiếp xúc cử tri trực tuyến là hình thức tiếp xúc cử tri mới được thực hiện trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và chưa có tiền lệ, song kết quả tiếp xúc cử tri trực tuyến đã đạt hiệu quả tốt. Các cử tri tham dự tại các điểm cầu tích cực phát biểu đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước. Cử tri đánh giá cao phương thức đổi mới tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Có thể nói, từ những buổi tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã lắng nghe những kiến nghị của người dân gửi gắm đến chính phủ, như những kiến nghị của cử tri và nhân dân huyện Côn Đảo với mong muốn sân bay Cỏ Ống sớm được nâng cấp và mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo cũng như tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Kính đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và các bộ có liên quan sớm là phê duyệt quy hoạch chi tiết để nâng cấp sân bay Côn Đảo nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thì vấn đề này đã được Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận, và trong nội dung của nghị quyết kỳ họp thứ 10 cũng có đưa vào là sẽ nâng cấp sân bay của các là huyện đảo rồi một số nơi nữa. Đó thì cũng xin thông tin cho quý cô bác anh chị cử tri được biết. Để rồi từ hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gắn bó, liên hệ mật thiết với cử tri, kịp thời chuyển tải đầy đủ những thông tin, những tâm tư nguyện vọng của cử tri tỉnh nhà đến nghị trường Quốc hội. Chủ động nghiên cứu và tích cực tham gia thảo luận tại nghị trường Quốc hội. Có nhiều ý kiến đóng góp, hiến kế với Quốc hội trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế xã hội. Đây là một buổi gặp mặt đối thoại và tiếp công dân nhằm giải quyết những kiến nghị của người dân về dự án khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức, Sonadeci Châu Đức đã được phê duyệt hơn 10 năm. Nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, gây khó khăn bức xúc cho những hộ dân sống trong vùng dự án. Có thể nói, ngoài các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ, trong năm qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn là địa điểm thường xuyên lui tới của cử tri trong tỉnh để trao gửi tâm tư, nguyện vọng và cả những trở ngại bức xúc đã tồn tại kéo dài. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gặp gỡ 75 lượt công dân, tiếp nhận 379 đơn thư khiếu nại tố cáo, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, tư pháp, thủ tục hành chính, vân vân. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, đoàn đại biểu Quốc hội đã giải đáp các thắc mắc, khiếu nại tố cáo của công dân, hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Đồng thời, đoàn chuyển các đơn thư đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, tổ chức các đợt khảo sát, đôn đốc các cơ quan, ban ngành địa phương giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri. Có thể nói, bên cạnh những ngày làm việc chính thức tại kỳ họp Quốc hội, các đại biểu trong đoàn đã tích cực tham dự các buổi tọa đàm, trả lời phỏng vấn báo chí và các hoạt động liên quan đến kỳ họp. Sự tận tâm, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri, với người dân không chỉ được thể hiện thông qua các hoạt động Quốc hội mà còn được thể hiện thông qua các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, chia sẻ khó khăn với những gia đình nghèo tại địa phương nhân các dịp lễ Tết, ngày truyền thống đất nước 30 tháng 4, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà các tổ chức, cá nhân, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Báo Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,
vận động tặng 300 bồn chứa nước loại 1.000 lít và 3.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong mọi hoạt động. Thì tôi với tư cách là một cử tri, thì qua đánh giá của tôi đối với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 16-21, đặc biệt là trong năm 2020, trong kỳ họp, các đại biểu là có một tâm huyết rất cao về tham gia rất nhiều ý kiến để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cử tri cả nước nói chung, cử tri Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Tất cả các đại biểu đều tập trung với phương châm là bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tinh thần trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp xúc cử tri được cử tri đánh giá cao. Nhiều nội dung kiến nghị được các bộ ngành trung ương và địa phương tiếp thu góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động quản lý nhà nước và đời sống của nhân dân. Năm 2021, năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chương trình xây dựng luật kỳ 11, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức lấy ý kiến các tổ chức cá nhân liên quan và tích cực phát biểu thảo luận cho 4 dự án luật. Thành lập đoàn giám sát về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 tại địa bàn các huyện, thành phố, thị xã. Trong năm 2020, với phương châm chủ động, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của các đại biểu Quốc hội tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quyền hạn trong các hoạt động, thay mặt nhân dân thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần xây dựng một tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày một phát triển về mọi mặt trong công cuộc phát triển của cả nước nói chung, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng mà cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trao gửi. Thưa quý vị, chương trình đại biểu dân cử với cử tri hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.